anh tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 tới đây, tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, tổ chức sự kiện phụ nữ với internet tại huyện Quỳnh Nhai. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và chữ nhận internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Internet tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển kinh tế, vai trò của người phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt. Bình đẳng giới ngày một chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày càng quan tâm và nâng cao vai trò của người phụ nữ và thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lực lượng sản xuất. Người phụ nữ ở nông thôn hầu như phải làm việc chính thức công việc trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ gia đình. Trong gia đình mà nam giới làm ăn xa, mọi công việc từ phòng áo nghề phụ đều dồn lên đôi vai người phụ nữ. Đặc biệt tác động của sự chuyển đổi kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nam giới cũng rất khác nhau. Trong các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động phổ biến theo khuynh hướng vợ ở nhà chồng rời gia đình đi đơn giác trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập bằng tiền mặt, dẫn đến phụ nữ ở nông thôn sẽ bị tụt hậu so với nam giới. Trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa, bởi vậy nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn